Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay tôi lại mạn phép xin giới thiệu với các bạn một cái bài giảng liên quan đến môn học vật liệu và công nghệ chế tạo khuôn đúc. Đó chính là bài giảng liên quan đến công nghệ chế tạo ruột. Thì về cơ bản cái trình tự để chúng ta có thể tạo ra một cái ruột của một chi tiết bất kỳ thì đầu tiên là chúng ta phải đi thiết kế cái ruột đấy. Và cái công nghệ thiết kế, cái trình tự thiết kế của nó thì về cơ bản nó lại không thuộc cái môn vật liệu và công nghệ chế tạo khuôn đúc mà nó thuộc cái môn thiết kế đúc. Do vậy là cái phần thiết kế chi tiết cái hình dạng của ruột thì tôi xin phép là được phân tích sâu ở trong cái môn thiết kế đúc. Còn ở trong môn công nghệ chế tạo ruột này thì tôi chỉ giới thiệu liên quan đến hình dạng của ruột và cái phương pháp để chế tạo ruột. Đầu tiên thì chúng ta nói qua một chút về cấu tạo của ruột. Về cơ bản hình dạng của ruột á, thì mục đích để chế tạo ruột á, đó chính là chúng ta sẽ chế tạo ra cái phần rỗng bên trong của vật đúc. Tôi lấy ví dụ như cái chi tiết này thì ruột chính là chế tạo ra cái phần rỗng hình trụ như ở trên hình mà theo cái đường nhất định này. Đấy, thì về cơ bản là cái hình dạng của ruột sau khi chế tạo nó sẽ có cái hình dạng dạng trụ. Và đối với chi tiết này nó không phải rỗng toàn bộ từ đầu đến cuối mà nó chỉ đến cái phần bậc mà có chiều dày dày hơn này thôi. Do vậy ở đây như các bạn thấy trên hình thì cái ruột này muốn mà đặt vào trong cái hốc khuôn thì người ta phải sử dụng hai cái mã đỡ như ở trên hình. Đấy, thì đây là cái trường hợp đặc biệt. Về cơ bản chúng ta phải thiết cái ruột sao cho cố gắng là ruột phải cứng vững khi mà đặt vào trong hốc khuôn. Một cái ví dụ khác mà ở đây tôi nêu ra đó chính là cái ruột để chế tạo ra cái phần rỗng của cái ống ba chạc như thế này. Đấy, thì về cơ bản thì chúng ta thấy rằng đây chính là cái hình dạng của chi tiết. Và cái chi tiết chúng ta nó bao gồm cái phần rỗng có đường kính là 172mm và một cái phần còn lại là tương ứng với 122mm. Đấy, thì về cơ bản để chế tạo được ruột thì bao giờ chúng ta cũng phải chế tạo hộp ruột. Đấy, và hộp ruột này ngoài cái phần rỗng bên trong của vật đúc thì nó bao gồm thêm một cái phần nữa, đó chính là cái phần đầu các ruột. Như các bạn thấy cái phần màu đen mà tôi chỉ mũi tên ở đây. Mục đích chính của cái phần này đó chính là để đặt được cái ruột vào trong khuôn như thế này. Đấy, nếu không thì chúng ta sẽ không đặt được vào trong khuôn. Do vậy về cơ bản cái hình dạng của ruột mà chúng ta chế tạo ra thì cơ bản nó sẽ bao gồm cái phần rỗng bên trong của vật đúc và bao gồm thêm một phần nữa, đó là cái phần đầu gác ruột. Vậy thì trên thực tế ruột của chúng ta thông thường được đặt vào trong khuôn theo cái cách như thế nào? Thì ví dụ như ở cái hình này thì ruột chúng ta là đặt vào trong khuôn là theo hướng nằm ngang. Đấy. Còn một cái hướng nữa là hướng thẳng đứng. Thì về cơ bản đặt nằm ngang hay thẳng đứng đó chính là do cái cách mà chúng ta thiết kế đúc sao cho phù hợp với chi tiết chúng ta cần chế tạo. Đấy. Về cơ bản đối với cái kích ruột nằm ngang thì để thiết kế một cách chuẩn nhất thì chúng ta thông thường thiết kế là bao gồm hai cái đầu gác ruột để đảm bảo cho cái ruột chúng ta nó cứng vững ở trong hốc khuôn. Đấy, thì cái cách tính toán cái đầu gác ruột nằm ngang cũng như kích thước cụ thể của đầu gác ruột thì cái đấy nó sẽ được tìm hiểu kỹ trong cái môn thiết kế đúc. Còn về cơ bản ở đây chúng ta chỉ cần biết rằng là cái đầu gác ruột của chúng ta nó sẽ có một cái kết cấu, đó chính là dạng nằm ngang. Còn một cái loại nữa đó chính là kết cấu ruột thẳng đứng. Đấy, thì tương tự là chúng ta cũng phải tính toán cái đầu gác ruột này. Đấy, tuy nhiên cái này tôi sẽ không trình bày sâu ở đây. Khi mà thiết kế ruột thì chúng ta phải tuân theo một vài cái nguyên tắc
khi mà chúng ta đặt ruột vào trong hốc khuôn. Cái nguyên tắc đầu tiên chúng ta phải chú ý đến đó chính là chúng ta phải tránh cái ruột mà chúng ta thiết kế là có chiều dài quá và nằm ngang hoặc là thẳng đứng, tức là không được dài quá và cao quá. Đấy. Nếu mà ruột đứng thì thông thường cái chiều cao của ruột ấy, nó phải lớn hơn hoặc bằng 2,5 lần đường kính, thì như vậy là cái đầu gác dưới của chúng ta cần phải làm là theo cái dạng hình đấm ngược như thế này. Đấy là cái nguyên tắc đầu tiên. Cái nguyên tắc thứ hai đó chính là chúng ta nên tránh làm ruột treo ở phần khuôn trên. Tôi lấy ví dụ như cái hình này. Ở đây ruột chúng ta là làm ở cái dạng ruột treo và treo ở cái phần khuôn trên. Bằng cách là chúng ta sẽ thay đổi cái kết cấu của ruột, thì chúng ta sẽ đặt ruột vào trong hốc khuôn, nó sẽ cứng vững hơn và tránh được cách là treo như này. Thay vào đó thì chúng ta sẽ dùng các cái đầu gác ruột hoặc là như cái hình này. Đấy, thì chúng ta thấy là nếu mà chúng ta nhìn cái ruột treo này, chúng ta đã thấy nó không vững chắc rồi. Đấy là cái nguyên tắc thứ hai. Cái nguyên tắc thứ ba đó là tránh ruột ngang mà chỉ gác một đầu, giống như cái hình ban đầu mà chúng ta được xem ấy. Đấy, nếu mà ruột mà chúng ta chỉ gác một đầu ấy, thì về cơ bản nó sẽ không đảm bảo cái tính cứng vững, hoặc là một cái đầu gác ruột đấy chúng ta phải làm to hơn rất nhiều thì đảm bảo được cái tính cứng vững. Và khi mà ruột to như vậy thì nó sẽ tiêu thụ cái hỗn hợp làm ruột sẽ lớn hơn rất nhiều. Đấy. Về cơ bản ruột mà muốn đặt trong khuôn ấy, thì chúng ta phải có một kết cấu nào đấy để chúng ta cố định nó, hay chính là cái phần đầu gác ruột chúng ta phải thiết kế nào đấy sao cho cái ruột chúng ta nó không bị xê dịch ở trong hốc khuôn trong quá trình mà chúng ta rót cái mại lỏng vào trong khuôn. Do đó thì về cơ bản là khi mà chúng ta thiết kế ruột thì chúng ta phải thiết kế sao cho nó có các cái kết cấu để khóa ruột ở trong hốc khuôn. Thì tôi lấy ví dụ như các cái kết cấu như ở trên slide. Đấy. Thì trên thực tế người ta sẽ sử dụng các cái kiểu khóa ruột ở trong hốc khuôn. Tôi lấy ví dụ như là kiểu cắt vát như này. Đấy, hoặc là kiểu mở rộng và có một mặt vát như thế này. Đấy, hoặc là một kiểu khác đó là kiểu có rãnh chốt như thế này. Đấy, thì đây là các cái kiểu khóa ruột ở trong hốc khuôn mà thường được sử dụng. Còn trong những trường hợp đặc biệt mà chúng ta không thể thiết kế được các cái kiểu khóa ruột như này, hoặc là trong cái điều kiện mà chúng ta chỉ có thể gác ruột được một đầu, thì thông thường là người ta sẽ phải dùng những cái con mã để đỡ ruột, để tránh ruột bị xê dịch trong quá trình chúng ta rót kim loại lỏng, và cũng như là tăng cái tính cứng vững của ruột. Tuy nhiên cái phương pháp này chỉ được sử dụng khi mà không còn cái cách nào khác để chúng ta có thể cố định ruột ở trong trong khuôn. Đấy. Đây, ví dụ như cái cách cố định ruột ở trong khuôn mà dùng mã đỡ thì giống như cái hình đầu tiên mà tôi giới thiệu cho các bạn. Đấy. Một cái yêu cầu nữa đó là khi thiết kế ruột, nhiều cái ruột mà lớn quá hoặc là cái hỗn hợp làm khuôn có khả năng thông khí kém, thì thông thường chúng ta phải làm những cái đường thông hơi cho ruột. Một trong những cái cách đơn giản nhất đó chính là chúng ta dùng cái dùi xin hơi như thế này. Đấy, tôi lấy ví dụ như là đây là một cái hộp ruột bằng gỗ. Sau khi mà chúng ta đổ cái hỗn hợp làm ruột vào trong hộp ruột và đầm xong, thì chúng ta sẽ dùng một cái dùi để chúng ta tạo ra cái đường thông hơi cho ruột. Tuy nhiên cái phương pháp này nó chỉ áp dụng cho những cái ruột có kích thước nhỏ. Cái cách thông hơi thứ hai
đó chính là chúng ta có thể đặt cái dùi xin hơi hoặc là một cái đoạn dây thừng hoặc là dây dơm trong cái quá trình mà chúng ta làm ruột. Tôi lấy ví dụ như cái hình bên này. Đấy, thì người ta sẽ có thể đặt một cái dùi thông hơi, thông khí như này. Sau đó chúng ta sẽ rút nó ra, hoặc là dùng một cái đoạn dây dơm như thế này. Đấy. Sau đó là chúng ta có thể rút nó ra. Một cái phương pháp nữa đó chính là chúng ta dùng cái dây sáp. Đấy. Thì về cơ bản là khi mà chúng ta dùng dây sáp ấy, thì chúng ta có thể đặt nó ở trong cái ruột luôn. Thì trong quá trình mà ruột nó tiếp xúc với kim loại lỏng, nếu mà nó nóng lên thì cái dây sáp này nó sẽ bị cháy và tạo ra một cái đường thông hơi. Hoặc là có một cái cách khác nữa, đó chính là chúng ta có thể dùng than cốc đặt ở trong cái phần lõi của ruột, sau đó là tạo ra một cái đường thoát hơi cho ruột, giống như tôi chỉ ở đây. Đấy. Đấy là các cách mà chúng ta có thể tạo ra cái đường thông hơi cho ruột. Thế bây giờ các cái phương pháp chế tạo ruột mà chúng ta thường sử dụng là gì? Thì đầu tiên, chúng ta phải nói đến đó chính là chế tạo ruột bằng dưỡng. Đấy, thì về cơ bản thì cái phương pháp chế tạo ruột bằng dưỡng này nó cũng giống như cách tạo khuôn bằng dưỡng, đó chính là nó sẽ áp dụng cho những cái ruột mà có hình dạng tròn xoay hoặc là biên dạng đều giống như thế này, giống như cái ruột này, hoặc là những cái ruột hình như thế này. Đấy, thì cái phương pháp này là cái phương pháp thủ công, sản xuất nhỏ. Thì nếu mà người ta không có hộp ruột và cái kích thước ruột quá lớn và dạng tròn xoay, thì người ta sẽ áp dụng cái phương pháp này để chúng ta chế tạo ruột. Đây, hoặc là chế tạo ruột có hình dạng như thế này, kích thước rất lớn, khoảng 1m6 cơ. Đó, thì hoàn toàn người ta sẽ dùng những cái bộ dưỡng bằng gỗ và người ta đắp dần lên theo cái đường năm này để tạo ra ruột. Cái phương pháp thứ hai đó chính là phương pháp thông dụng nhất, đó chính là chế tạo bằng hộp ruột. Thì về cơ bản cái phương pháp chế tạo bằng hộp ruột này, thì thông thường cái hộp ruột này chúng ta có thể chế tạo đơn giản nhất là bằng gỗ. Đấy, là bao gồm cái hình dạng của phần rỗng và đúc và hai cái đầu các ruột. Đấy, giống như ở trên hình thì chúng ta thấy là có hai cái dạng ruột, một là dạng trụ thẳng và hai là cái dạng trụ mà có cái hai cái đầu gác như thế này. Đấy. Hoặc là hình dạng ruột như thế này. Đấy, thì đây là cái ruột, cái hộp ruột được chế tạo bằng gỗ. Đây, hoặc là hình dạng ruột như thế này. Đấy, là về cơ bản là cái hộp ruột rẻ nhất thì chúng ta sẽ chế tạo bằng gỗ. Đấy, hoặc là một vài cái ví dụ khác như thế này. Đó, thì về cơ bản hộp ruột thông thường nó sẽ được chế tạo bằng hai loại vật liệu. Loại thứ nhất, rẻ nhất, đó chính là bằng gỗ, giống như các bạn thấy ở trong cái hình bên trái. Hoặc là nếu mà sản xuất ở quy mô lớn, số lượng ruột nhiều, thì sẽ ưu tiên chế tạo hộp ruột bằng kim loại như trên hình bên phải. Đấy. Ngoài ra, ruột còn có thể được chế tạo ở trên máy. Và cái máy thông dụng nhất để chế tạo ruột đó chính là máy bắn cát làm ruột. Thì ở đây chính là cái kết cấu của cái hộp ruột, bao gồm 3 cái chi tiết mà các bạn nhìn thấy ở đây, chính là ba cái ruột như hình đây. Chúng ta thấy rằng là chỉ ở đây là biểu thị bằng số 4, còn cái số 3 chính là cái hộp ruột của chúng ta. Đấy, ngoài ra còn ở đây nó sẽ có cái kết cấu bao gồm một cái motor này, một cái nửa hộp ruột cố định và một cái nửa hộp ruột
di động. Thì cái motor này chạy nó sẽ đẩy cái hộp ruột di động này vào cái hộp ruột cố định. Sau đó ở phía trên, ví dụ như là cái biểu thị bằng số 15 này chính là cái cyclo để cung cấp hỗn hợp làm ruột. Và ở phía dưới này nó sẽ có những cái đầu phun để bắn cát vào trong cái hộp ruột. Đấy, thì đấy chính là cái kết cấu của cái máy bắn cát làm ruột. Hoặc là máy thổi cát làm ruột thì về cơ bản cái kết cấu nó cũng na ná như cái máy bắn cát làm ruột. Thì cát nó sẽ từ trên cái cyclo này, sau đó nó đi qua một cái đầu phun duy nhất, sau đó là nó sẽ phun cái hỗn hợp làm ruột vào trong trong hộp ruột. Đấy. Đây, hoặc là một cái kết cấu khác. Như các bạn thấy, như hình A thì hỗn hợp làm ruột nó sẽ ở trong cái buồng 3 này. Còn cái 1 chính là cái hộp ruột. Thì quy trình làm ruột thì người ta sẽ quay cái thiết bị này một góc 180 độ. Thì cái hỗn hợp làm ruột từ cái buồng 3 nó sẽ đi vào trong cái hộp ruột 4. Sau khi mà nó đã điền đầy trong cái hộp ruột rồi thì cái thiết bị của ta nó sẽ quay ngược lại. Đấy. Và về cơ bản cái hỗn hợp làm ruột ở đây được sử dụng đó chính là hỗn hợp đóng rắn nóng. Đấy, sau đó là cái hộp ruột sẽ được tách ra và chúng ta sẽ thu được cái ruột 4. Tương tự thì ở đây có thể là người ta sẽ chứa cái hỗn hợp làm ruột ở trong cái buồng 3. Sau đấy là dùng khí nén để thổi cái hỗn hợp làm ruột lên trên cái hộp ruột đặt như này, chính là cái hộp ruột 5. Đấy. Thì về cơ bản cái kết cấu nó cũng na ná nhau, là sử dụng cái khí nén để thổi hỗn hợp làm ruột vào trong hộp ruột. Đấy. Ngoài ra còn có thể chế tạo ruột theo cái công nghệ CO2 áp dụng cho cái hỗn hợp làm ruột là cát nước thủy tinh. Thì sau khi mà đổ cái hỗn hợp cát nước thủy tinh vào trong hộp ruột thì người ta sẽ tiến hành thổi CO2 vào trong cái hộp ruột. Và nhờ CO2 thì cái hộp ruột chúng ta nó sẽ cái hỗn hợp làm ruột nó sẽ được đóng rắn ở trong hộp ruột, sau đấy là sẽ được lấy ra. Đấy. Thì đấy là công nghệ CO2. Đấy, đấy là toàn bộ những cái nội dung liên quan đến ruột và các phương pháp chế tạo ruột. Ở đây tôi sẽ có hai cái bài tập cho các bạn để các bạn có thể dựa vào đấy để chúng ta tính toán thiết kế ruột cũng như là thiết kế hộp ruột để chế tạo ra ruột cho hai cái chi tiết như thế này. Đấy. Thì các bạn nếu mà có câu trả lời hoặc là đáp án cho hai bài tập này thì các bạn có thể comment ở phía dưới của video. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo của tôi. See you again.